Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin châu Á với những tin sau đây thưa quý vị. Myanmar truy tố nhóm người đem búp bê tình dục vào chùa. 120 người bỏ trốn, một tỉnh ở Nam Hàn ngưng miễn visa cho khách Việt. Nam Hàn và Bắc Hàn bắn cảnh báo nhau trên biển. Úc hạ dự báo tăng trưởng vì lạm phát toàn cầu tràn lan. Và sau đây là bản tin chi tiết. Myanmar truy tố nhóm người đem búp bê tình dục vào chùa. Bộ Tôn giáo Myanmar truy tố nhóm người mang hai búp bê tình dục vào bãi đỗ xe của chùa Thiên Swedagon để thực hiện nghi lễ làm phép. Global News Light, tờ báo do chính quyền quân đội Myanmar quản lý, hôm nay đã đưa tin vào khoảng 8 người cuối tuần qua đã tìm cách đưa hai búp bê tình dục vào ngôi chùa giác vàng Swedagon ở Yangon, một trong những địa điểm linh thiêng nhất của Myanmar. Sau khi bị lực lượng bảo vệ ngăn vào chùa, nhóm người này đã đem hai búp bê tình dục đi vòng quanh chùa trước khi đặt chúng ở bãi đỗ xe trong chùa và bắt đầu thực hiện nghi lễ làm phép. Global News Light không nói rõ họ đã thực hiện nghi lễ này như thế nào. Hình ảnh về hai búp bê tình dục ở chùa Dwell Dragon được truyền thông đăng tải cho thấy chúng mặc trang phục truyền thống của Myanmar và được bày lễ vật hoa quả trước mặt. Bộ Tôn giáo Myanmar tuyên bố nhóm người trên sẽ bị truy tố vì tội phỉ báng Phật giáo, nhưng chưa công bố danh tính của họ. Hiện chưa rõ động cơ của những người này, nhưng nhiều người dùng mạng xã hội Myanmar đã lên án cách cư xử thô lỗ của họ ở nơi linh thiêng. Chùa Vàng, Dewa Dragon, được coi là địa điểm Phật giáo nổi tiếng nhất tại Myanmar. Đây được cho là nơi cất giữ 8 sợi tóc của Phật Thích Ca Mâu Ni, thưa quý vị. Vì 120 người đã bỏ trốn, cho nên một tỉnh ở Nam Hàn đã ngừng miễn visa cho khách Việt. Nhà chức trách tỉnh Gangwon của Nam Hàn vừa ra thông báo quyết định tạm ngừng đón khách Việt Nam nhập cảnh qua phi trường Giang Giang theo diện miễn visa thị thực kể từ ngày 23 cho tới hết ngày 31 tháng 10. Trước đó, thì từ tháng 6 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2023, Nam Hàn đã áp dụng chính sách miễn visa du lịch đối với khách Việt Nam mua vé máy bay khứ hồi trên các chuyến thường lệ hoặc là thuê chuyến charter tới phi trường Giang Giang. Lý do được tờ Thanh Niên vào hôm 23 tháng 10 đăng tải là để sắp xếp lại công tác quản lý và cấp visa cho những người Việt Nam nhập cảnh tại phi trường Giang Giang sau thời gian thử nghiệm đón khách với chính sách miễn visa. Trong khi đó, Facebook, cộng đồng người Việt Nam tại Nam Hàn với hơn 200.000 người follow cho biết là vào hôm 23 tháng 10 vừa qua đã thất lạc 120 khách du lịch Việt Nam đến Nam Hàn. Phi trường Giang Giang đang hot, được biết là 170 khách du lịch sang Nam Hàn hiện đã thất lạc, 120 người hiện vẫn chưa thấy tung tích gì. Cảnh sát Nam Hàn vẫn ngày đêm tìm kiếm. Phía Nam Hàn cho biết là chính sách miễn visa kết hợp với miễn khai báo đã vô tình tạo ra lỗ hổng, khiến cho không ít người nước ngoài đến đảo Jeju du lịch và đã bỏ trốn khỏi đoàn và đã ở lại Nam Hàn bất hợp pháp. Nam và Bắc Hàn đã bắn cảnh báo nhau trên biển. Kính thưa quý khán thính giả, Nam Hàn hôm nay bắn cảnh báo tàu Bắc Hàn đi qua biên giới trên biển của hai nước, khiến Bình Nhưỡng bắn 10 quả đạn pháo đáp trả. Hãng thông tấn KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Bắc Hàn cho biết, nước này đã bắn 10 quả đạn từ pháo phản lực phóng loạt ra bờ biển phía tây đất nước vào khoảng 5 giờ 15 phút. Bình Nhưỡng cho hay đây là động thái đáp trả sau khi quân đội Nam Hàn vào cùng ngày bắn cảnh báo tàu Bắc Hàn đi qua biên giới trên biển của hai nước. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn JSC trong khi đó tuyên bố đã buộc một tàu buôn từ Bắc Hàn phải lùi lại sau khi con tàu vượt qua giới tuyến phía Bắc NLL gần đảo Pyongyang. NLL được coi là đường phân định vùng biển giữa Bắc và Nam Hàn. Đây cũng là nơi xảy ra một số cuộc đụng độ giữa Bình Nhưỡng và Seoul trong vài năm qua. Căng thẳng bán đảo Triều Tiên gần đây leo thang khi Bình Nhưỡng liên tục tiến hành các vụ phóng tên lửa với lý do đáp trả tập trận chung giữa Washington, Seoul và Tokyo. Bắc Hàn cho biết những cuộc thử tên lửa của họ là hoạt động diễn tập tấn công nguyên tử chiến thuật do lãnh đạo Kim Jong-un giám sát, thưa quý vị. Quay sang nước Úc, thì nước này đã hạ dự báo tăng trưởng vì lạm phát toàn cầu tràn lan.
Thưa quý vị, dự báo mới của Bộ trưởng Ngân khố, ông Jim Chalmers, cho thấy là tăng trưởng của nền kinh tế của nước Úc dự kiến sẽ chậm lại đáng kể trong năm tài chính tới đây. Lý do chính là lạm phát cao kiềm chế sức mua của các hộ gia đình. Theo báo cáo mới của Bộ Ngân khố của nước Úc, thì tổng sản phẩm quốc nội GDP cho năm tài khóa 2023 và năm 2024 sẽ là 1,5% thay vì 2,5%. GDP cho giai đoạn 2022 và năm 2023 cũng sẽ giảm xuống từ mức là 3,25% từ mức 3,5%. Hãng tin Reuters nhận định, việc hạ dự báo tăng trưởng đã phản ánh sự sụt giảm trong tiêu dùng của những người dân khi mà giá cả tăng và lãi suất ngân hàng cao hiện đang ở mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, khiến cho các hộ gia đình ở nước Úc phải hạn chế chi tiêu. Về tình hình chung thì nước Úc cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của nước Úc, bất chấp nước này đang có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất kể từ những năm 1970, thưa quý vị. Ông Chalmers nói rằng, ông đã nói với tờ Australian Financial Review như sau: biện pháp phòng thủ tốt nhất để chống lại những làn gió ngược về kinh tế này là một ngân sách có trách nhiệm, hỗ trợ chi phí sinh hoạt có trách nhiệm để không làm công việc của ngân hàng trung ương khó khăn hơn. Và vừa rồi là những bản tin liên quan đến châu Á. Sau phần quảng cáo, thông tin thương mại, một lần nữa chị em chúng tôi sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Việt Nam.